Như vậy là con oanh cổ đỏ đã vào mổ con dế mèn 2 lần rồi nhé các bạn nhé. Nhưng mà nó không trúng, hình như con dế mèn to quá nó sợ các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đến gần bẫy để xem thử xem nào. Đây các bạn ạ. Cái bẫy này mình thiết kế cái cần của nó thì rất là nhỏ thôi, không đủ để làm cho con chim oanh nó chết đâu. Đấy, nếu mà trúng thì nuôi thoải mái các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay là mình bắt được con dế này nó hơi to, cho nên là con oanh cổ đỏ nó vào đây nó mổ 2 lần, nó sợ con dế này to quá không dám ăn. Đấy. Mà cái bẫy này thì nhạy cực kỳ nha các bạn nhé. Nhưng con oanh cổ đỏ nó mổ cao như thế này nên nó không trúng cần nhỏ này thôi. Nó chỉ cần mổ vài lần nữa nó trúng cần này nó sập ngay này. Đấy. Mình thử làm cho nó sập thử xem. Đây, chỉ cần mổ thôi sập luôn này. Đó. Cần này yếu lắm, con chim không chết được đâu các bạn. Bẫy này thì hiệu quả lắm. Con oanh cổ đỏ vừa rồi là nó ra ra vào vào tại con dế mèn to quá nên nó không dám ăn các bạn ạ. Thôi buổi bẫy hôm nay là mình xin dừng video ở đây nhé. Chào các bạn nhé.